Những ngôi sao bóng đá như Neymar hay Messi không phải lúc nào cũng thực hiện tốt những quả penalty. Cú đá này của Neymar xứng đáng là một trong những quả penalty tệ nhất sự nghiệp của anh. Neymar nắng nót đặt bóng, lấy đà và tung cú sút bóng, nhưng bóng đã bay lên trời. Có lẽ đây là cú penalty thảm họa nhất mà ngôi sao Brazil từng thực hiện từ khi anh biết đánh trái bóng. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của Mr. Zero được link kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và ủng hộ cho channel của Mr. Zero nha. Penalty chính là một thứ gia vị vô cùng đặc biệt và cảm xúc trong bóng đá. Đó có thể là khoảng cách gần nhất để một cầu thủ có thể trực tiếp ghi bàn và trở thành người hùng. Nhưng cũng chính trên chấm đá phạt, chỉ với khoảng cách 11m đó thôi, cũng là nơi chôn vùi biết bao hy vọng và niềm vui của các siêu sao bóng đá. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những pha đá penalty kinh điển gây chấn động trong lịch sử túc cầu thế giới nhé. Một pha đá penalty thành công cộng thêm màn Santo ngay sau khi thực hiện đã khiến cho tác giả của combo triệu đô này đã ngầu lại càng trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Đá penalty mà không cần phòng mồm trợn má, đao to búa lớn thì liệu có thành công được hay không? Anh chàng áo cam này sẽ cho bạn câu trả lời chuẩn xác nhất. Màn sút phạt đền nhẹ như chuyền bóng này của anh vẫn khiến trái bóng nằm ngoan ngoãn trong lưới. Bí quyết ở đây là cần phải có sự tự tin cùng cái đầu lạnh để biết được chắc chắn ý đồ đổ người của thủ môn, để rồi thanh niên này sẽ sút hướng ngược lại và ăn mừng bàn thắng một cách nhẹ tựa lông hồng. Khi số phận đã bắt bạn phải ghi bàn thì dù chính bạn có xúc tạch thì cũng sẽ gặp quý nhân phù trợ. Và như một trò đùa của số phận, khi người đứng ra bảo kê bàn thắng cho anh chàng áo đỏ này lại chính là thủ môn đối phương, người đáng lẽ sẽ phải đứng ra ngăn cản điều đó bằng mọi giá. Một cú sút đập cột dọc và đập luôn vào người gác đền tội nghiệp đã cứu thanh niên dứt điểm một bàn thua trông thấy. Thôi ông dậm chân lâu la như thế này thì ông ghi bàn luôn đi cho tôi đỡ khổ. Đây chắc chắn là tiếng lòng của người gác đền đáng thương này khi phải chứng kiến trực tiếp cú lấy đà lầy hơn cả những pha tấu hài của Mr. Bean của đối thủ. Nhìn thanh niên kia có màn khởi động như muốn lấy đi hết thanh xuân của khán giả như thế này. May mà còn thực hiện thành công, chứ nếu mà xuất tạch nữa thì không biết số phận của anh chàng sẽ trở thành trò hề cho bao nhiêu người nữa đây. Có hai thứ quan trọng trên chấm phạt đền. Một, đây là nơi mà ranh giới giữa người hùng và tội đồ là vô cùng mong manh. Hai, là tuyệt đối đừng nên gáy sớm nhé. Màn ăn mừng cầm đèn chạy trước ô tô kinh điển này của tấm chiếu mới đã khiến anh từ thiên đường rơi xuống thẳng mặt đất. Trái bóng sau khi đập xà ngang lại từ từ hạ cánh gọn gàng trong mảnh lưới. Và điều đó cũng giúp cho thanh niên thực hiện cú sút, mặt đang thiêu như mất sổ gạo, lại bỗng chốc hóa người hùng quốc dân với màn ghi điểm có 1-0 trên thế giới.
could remember that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. Late on the weekdays. I never tell when we say. Oh. I never want to look back and wish I could have been. I'm never gonna. Cũng chẳng biết cú ngã sấp mặt này của thanh niên có phải là ngã thực hay cố tình để đánh lạc hướng dư luận hay không. Chỉ biết là sau đó, anh ta đã có pha dứt điểm đánh lừa hoàn toàn thủ môn đối phương. Nếu đúng là một pha dàn xếp khổ nhục kế, thì sau trận đấu này, chàng trai nên tính đến chuyện sau này có nên làm diễn viên hay không. Vì màn diễn vừa rồi của anh đã làm nức lòng người hâm mộ với không một chút giả trân. Đây có lẽ là một trong những pha sút penalty bá đạo và đẹp mắt nhất trong lịch sử môn thể thao vua. Trong một tình huống chạm mặt nhau bình thường trên chấm 11m như bao cặp đôi bất đắc dĩ khác, anh chàng mang áo số 13 đã bất ngờ tung một cú đánh gót thần công làm bất ngờ toàn bộ những người đang có mặt ở trên sân thời điểm đó. Và đương nhiên với chiêu thức võ công là rung chuyển cả thiên hạ như thế này, chàng thủ môn tội nghiệp kia còn biết phải làm gì ngoài việc bất lực đứng chôn chân để nhìn trái bóng lao thẳng vào lưới. Ai bảo rằng siêu sao thế giới không có lúc trở thành vua hề trên chấm 11m đầy mây rủi? Neymar trong thời gian còn để kiểu tóc trẩu tre, còn hơn cả mấy anh HKT thời nàng kiều lỡ bước, đã có một pha sút phạt đền không thể tệ hơn. Một pha lấy đà trông khá thổ dân không giống ai, đội trưởng của tuyển Brazil đã có pha bắn chim mà đưa bóng đi lên tận sao hỏa, khiến cho Selecao vừa mất một bàn thắng, mà chính Neymar cũng trở thành chủ đề màu mỡ để các thánh troll trên mạng xã hội vào việc. Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp vẫn là mãi mãi. Câu nói nổi tiếng này của Sir Alex Ferguson áp dụng vào tình huống sút penalty này của Ronaldo de Lima thì chuẩn không cần chỉnh. Với thân hình đã phát tướng vì tăng cân, cộng thêm đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng người ngoài hành tinh vẫn có cú dứt điểm phạt đền vô cùng bình tĩnh và đẳng cấp. Không cần vội vàng, vừa phá lưới World Cup 2002 đã khiến thủ thành đối phương lộ bài đổ người trước. Và công việc còn lại của Rô Béo chỉ là ung dung đệm bóng và ăn mừng cùng đồng đội. Còn gì tuyệt vời hơn khi được chứng kiến tận mắt huyền thoại Panenka thực hiện một quả Panenka? Vâng, bạn nghe không nhầm đâu, cú sút này chính là đánh dấu sự ra đời của kiểu đá phạt đền mà được rất nhiều cầu thủ trên thế giới ưa chuộng và áp dụng. Và cái tên Panenka cũng được đặt ngay cho kiểu sút đó, bởi đơn giản người thực hiện nó lần đầu tiên không ai khác ngoài huyền thoại của tiệp khắc Antonin Panenka. Vừa rồi là những màn đá penalty kinh điển đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.